Thưa quý vị, khi tham gia giao thông, có rất nhiều tình huống có thể xảy ra mà chúng ta không thể lường trước được. Việc va chạm giữa các phương tiện đa phần là các tình huống bất khả kháng mà người tham gia giao thông nên có cách giải quyết có văn hóa, tôn trọng và thông cảm cho nhau. Vâng, đúng là như vậy, nhưng mà tuy nhiên thì thời gian gần đây lại tại nhiều địa phương trên cả nước thì lại liên tiếp xảy ra những việc xuất phát từ va chạm giao thông, dẫn đến những hành vi côn đồ, bạo lực, gây hậu quả nghiêm trọng. Và thực tế này đã gây bức xúc trong dư luận, cho thấy sự coi thường pháp luật của nhiều người tham gia giao thông. Và trước vấn nạn này thì bên cạnh việc chờ đợi sự nghiêm minh của pháp luật, có lẽ là mỗi chúng ta cũng cần lên án mạnh mẽ hơn để góp phần tạo môi trường giao thông thân thiện và an toàn. Những hình ảnh gây bức xúc trong thời gian gần đây. Tài xế Vũ Ngọc Long điều khiển xe ô tô cùng gia đình trên đường Khuất Duy Tiến, thành phố Hà Nội. Khi đến lối quay đầu gần ngã tư Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, xe ô tô của Long đã dừng lại thời gian khá lâu, mặc dù đã qua nhiều nhịp đèn xanh giao thông. Lúc này, một nam thanh niên lái xe ô tô đi sau Long đã xuống nhắc nhở di chuyển xe ô tô để tránh ùn tắc. Nhưng tài xế Long lại có hành vi côn đồ, hung hãn khi hành hung nam thanh niên đến gãy răng, chảy máu mũi rồi bỏ đi. Sau khi xem những hình ảnh này, rất nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ với những hành vi thiếu văn hóa của tài xế này. Thực sự sau khi mình xem những cái clip ở trên mạng như vậy là mình thấy khá bức xúc với những cái hình ảnh như vậy ở trên đường. Và không chỉ thời gian gần đây mà trong những thời gian qua cũng có rất nhiều những trường hợp tương tự như vậy xảy ra. Thì mình thực sự là phản đối với những cái hành động như thế này. Sau khi mà xem xong clip này là tôi cảm thấy rất là bức xúc. Bởi vì là chúng ta không nên dùng vũ lực để giải quyết những mâu thuẫn khi tham gia giao thông cũng như là trong việc ứng xử ngày thường. Cho nên là đối với những hành vi này thì mong rằng là pháp luật phải có những cái chế tài để răn đe và cũng như là để cải thiện được cái cách ứng xử của người dân khi tham gia giao thông. Trao đổi với phóng viên VTC14, luật sư Hoàng Tùng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng không những tài xế Long đã vi phạm luật an toàn giao thông nghiêm trọng, mà hành động hành hung của tài xế này đối với nam thanh niên trên có dấu hiệu của tội phạm hình sự. Đáng trách hơn nữa và cũng đáng lên án, và đây là một cái hành vi vi phạm pháp luật, đấy là cái việc gây thương tích và có việc mà đánh nhau ở trên đường. Khi mà có cái việc họ đến họ hỏi và nói chuyện đến việc lý do tại sao gây ùn tắc, thì đây là cái hành vi là đã vi phạm quy định. Đối với trong trường hợp này thì có dấu hiệu của cái tội phạm hình sự. Hiện công an quận Thanh Xuân đã triệu tập tài xế Vũ Ngọc Long lên làm việc. Về phần nạn nhân, công an quận Thanh Xuân cho biết nam thanh niên chỉ bị tổn hại 2%. Tuy nhiên, luật sư cho biết hành động của tài xế Long đủ yếu tố để khởi tố hình sự, kể cả theo quy định thì kết quả giám định thương tích phải đủ 11%. Hành vi này thì nó phù hợp với quy định tại khoản 1 của điều 134 luật hình sự 2015 sửa đổi 2017. Nếu mà trường hợp mà theo khoản 1 điều 134 thì thuộc trường hợp là khởi tố theo yêu cầu của bị hại, tức là người bị gây thương tích là nạn nhân thì phải có đơn yêu cầu khởi tố, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái tỷ lệ thương tích mà nó có xem xét ở cái mức độ trong trường hợp này thì chỉ cần là có phần trăm thương tích, kể cả dưới 11%. Hiện chưa có thống kê chính thức về số người bị tổn thương sau những vụ ẩu đả chỉ vì va chạm giao thông. Nhưng nếu không có những chế tài nghiêm khắc, thì những hành vi tương tự sẽ lại tái diễn. An toàn của người dân và sự nghiêm minh của pháp luật sẽ bị tổn hại. Đây là một tình huống va chạm giao thông giữa hai cô gái điều khiển xe máy. Và nếu ai cũng xử sự như họ, thì có lẽ mọi sự đau đớn, bực bội sau tai nạn đều sẽ được hóa giải.